biển đêm ngàn cánh sao rông xuống đời, bao tung bờ bãi khóc oa với người, biển dân sầu chơi vơi, biển xô bờ hấp hối, phận buông theo sóng nước buông trôi, nụ hôn 18 xanh như mái đầu, bờ vai gầy cũ trôi ra hướng nào, biển xưa ùa nỗi nhớ, bàn chân buồn góc phố, biển ơi có biết ta mong chờ, đêm không cùng, biển sâu loang loang nước về khơi, cuồn cuộn xa bờ xưa bãi kia người mất người, hồn quan vắng nghe bơ vơ về theo cuối trời, người lặng lẽ khóc thương cuộc tình đã lạc lối. Biển ơi đừng khóc thương cho kiếp người, thời gian tàn phá bao nhiêu tuổi đời, biển trôi ra khắp lối, lòng hỏi lòng không thôi, hỏi lòng em đã quên ta rồi. Biển đêm ngàn cánh sao rung xuống đời, bao tung bờ bãi khóc oa với người, biển dân sầu chơi vơi, biển xô bờ hấp hối, phận buông theo sóng nước buông trôi, nụ hôn 18 xanh như mái đầu, bờ vai gầy cũ trôi ra hướng nào, biển xưa ùa nỗi nhớ, bàn chân buồn góc phố, biển ơi có biết ta mong chờ, đêm không cùng, biển sâu loang loang nước về khơi, cuồn cuộn sóng bờ xưa bãi kia người mất người, hồn quan vắng nghe bơ vơ về theo cuối trời, người lặng lẽ khóc thương cuộc tình đã lạc lối. Biển ơi đừng khóc thương cho kiếp người, thời gian tàn phá bao nhiêu tuổi đời, biển trôi ra khắp lối, lòng hỏi lòng không thôi, hỏi lòng em đã quên ta rồi, hỏi lòng em đã quên ta rồi. Dạ xin được kính chào quý vị cùng quay trở lại với kênh YouTube Lang Thang Nha Trang. Kính thưa quý vị, hôm nay là một buổi trưa, hiện nay là tầm 11 giờ mấy rồi và thời tiết tại Nha Trang hiện nay cũng đang rất rất là đẹp luôn.
có nắng và nắng cũng không hề gắt, và hiện nay thì thời tiết cũng khá là mát mẻ. Em đang đứng ngay chỗ khu vực Hòn Đỏ, và nơi này là phía bên kia là Hòn Chồng. Thì quý vị cũng đang quan sát được là có rất nhiều những cái chiếc xe máy đang đậu ở nơi này, một cái bãi giữ xe. Và hôm nay em sẽ cùng quý vị đi tham quan chùa Hòn Đỏ và nhân ngày rằm tháng Giêng, ngày Tết Nguyên Tiêu. Tại chùa Hòn Đỏ hiện nay đang rất là đông những Phật tử, bà con đến đây tham quan cũng như là đi viếng chùa. Đây là bãi Hòn Đỏ đó quý vị, và bãi Hòn Chồng, Hòn Vợ. Rồi hôm nay em sẽ đưa quý vị đi tham quan cùng với em. Đang rất là đông luôn. Quý vị thấy cái mặt độ xe máy ở đây đang phải nói là rất là nhiều. Hôm nay em đi cùng với lại hội chị em chợ bầu. Vừa rồi thì nhóm tụi em cũng đã có một cái buổi phát trực tiếp live stream phát cơm chay ở bệnh viện tỉnh, và sau cái buổi phát cơm này mấy chị em cũng tổ chức đi chùa để tham quan cũng như là đi viếng Phật đó quý vị, đi thắp nhang cho Phật. Ở đây thì chúng ta phải băng qua một cái dòng nước mới đến được chùa. Chỗ đây là một cái bến cá của những bà con bên Sông Bóng nè quý vị. Họ neo đậu tàu thuyền ở phía xa, rồi họ đi thúng ra ngoài đó, rồi mới di chuyển đi ghe ra ngoài xa, rồi tiếp tục là đi thu mua cá và đánh bắt hải sản. Rất nhiều cái thúng luôn. Về còn đi nữa. Ê. Đi với ai đi? Quại đi chơi vui không Quại? Vui chứ. Đẹp không Quại? Đẹp chứ, vừa Quại mà vừa cố nằm lên quay hả? Dạ. Ồ đẹp rồi nha, đẹp rồi. Ồ đó, quá đỉnh. Dạ. Ấy là làm quèn ơi. Dạ. Chúc Quại nhiều sức khỏe nha. À. Dạ. Có nhà may mắn nha. Dạ. Hạnh phúc nha. Phước lộc phạ nha. Dạ cảm ơn Quại. Quại Nha Chầu ha. Quại Quại đang Nha Chầu đúng không? Wow, đó là cái nét truyền thống mà những cụ ngày xưa thật sự rất là thích. Cảm ơn Quại. Quay dạ, quay rồi. Đang quay rất là đẹp luôn. Đâu coi. Hồi nãy quay được. Mai mới coi được. Dạ dạ. Ở đây chuyến này ra thì có chuyến khác. Nói gì? Kêu nó ngồi.
con này, cái con cơm đây. Cháu bé, cái con thì con cháu ơi. Tôi yên đâu, nhà mà anh chạy ra tôi lên tôi nghỉ. Tôi yên đâu, tôi mới xuống thầy anh. Rồi kính thưa quý vị, bây giờ xin phép mời quý vị đặt chân lên đảo Hòn Đỏ. Và nơi đây là chùa Từ Tôn. Một quang cảnh rất là đẹp luôn thưa quý vị. Từ khu vực bãi xe qua bến đò rồi qua bên bãi đây thì phải nói rất là đông. Và hôm nay là ngày rằm, một ngày rằm lớn của năm, cho nên cũng có rất nhiều Phật tử đi đến nơi này. Wow. Phượng ơi, cho kia đang cúng sao đúng không Phượng? Đọc tên nó là cúng sao đúng không? Ở đây thì có rất nhiều anh em YouTube ở Nha Trang quay rồi. Và hôm nay em sẽ giới thiệu lại đến quý vị một cái góc nhìn khác, góc nhìn từ em thôi. Một số bà con lên đây ngắm cảnh là chủ yếu. Cảnh đẹp lắm quý vị. Xung quanh đây hoàn cảnh phải nói là hết sức là đẹp luôn. Đây là cái chỗ cái máy tời nè quý vị. Ở đây khi mà bên đất liền tiếp tế những cái vật dụng nào qua đây đó mà nó nặng thì có thể đi bằng cái tời này. Đi bằng cái tời này di chuyển đồ lên trên đây đỡ tốn được nhân công và tốn được đỡ tốn được cái sự nặng nhọc của bà con. Rất là mát mẻ luôn. Cô văn chiều có văn sĩ ngô văn biệt đồ văn phóng đồ viết kia đồ kinh tờ đệ tử chúng tăng kiếm đệ tử đoàn thị mai đồng văn thắng đồng thái hòa kinh văn mạnh đồng thị thú đan đồng văn pháp bình nam thương đồng thị đức văn phúc đồng thị thú đồng câu đệ tử nam tử chúng đẳng kiếm đệ tử đoàn thị bình hóa lê hồng xuân lê quyền hồng hào lê nguyễn huy hằng đệ tử chúng đẳng kiếm đệ tử hòa thị lương lê xuân huy lê rất là
rất là đẹp thưa cô. Hello. Are you Vietnamese? Yeah. À, con là người Việt Nam. Thì con giống người Philippines quá. À, nhìn con giống Philippines quá hả cô ha? Con giống quá. Dạ, tại con đây thôi. Chúc con năm mới vui vẻ. Cảm ơn con. Con đi với ai vậy? À, con đi với nhóm. Dạ. Rất là đông bà con đến viếng chùa luôn. Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Cái này là cây cột cờ. Đây là một hòn đảo cho nên cảnh biển của nó rất là đẹp. Rượt càng đua giấc vui.
tha hồn trên cát trắng mênh mông, nhớ hòn trầm tháp Bà câu sấm bóng. Nếu ta về với muôn trùng biển ơi, em người nhà Trang, người hiền như nắng ban mai, thật thà trông rất gây thơ, tâm hồn trong sáng dịu dàng. Em thật mộng mơ, huyền diệu như ánh trăng soi, cuộn cuộn như gió biển khơi, ngút ngàn như áng mây trôi. Em người nhà Trang, người hiền như nắng ban mai, thật thà trông rất gây thơ, tâm hồn trong sáng dịu dàng. Em thật mộng mơ, huyền diệu như ánh trăng soi, cuộn cuộn như gió biển khơi, hút hồn anh mãi chơi vơi. Anh tình cờ gặp em, nghe giọng nói tiếng em cười. Anh như ngỡ ngàng trên phố Nha Trang, bên hàng dừa cát trắng tiếng dương reo, lòng ngập tràn tiếng sóng biến Nha Trang. Thôn nhẹ bay quyện dưới gốc cây bàng, nhớ tuổi học trò rượt còng đua giỡn vui, rồi phơi mình trên cát ngắm em bay. Chùa đây đẹp lắm, mình đi hết một vòng bên ngoài rìa đi, ngắm biển, ngắm đá rồi đẹp lắm nè. Kính thưa quý vị, tính ra đây chỉ là lần thứ hai em đặt chân đến với lại chùa Từ Tôn trên đảo Hòn Đỏ thôi đó quý vị. Cái này giống cây thước bản quá ha. Khám phá một cái vùng ven của đảo Hòn Đỏ nè thưa quý vị, đẹp lắm. Wow, ở đây phải nói được trang trí và điêu khắc những cái này thì phải nói là rất là ấn tượng, đẹp. Cái gốc cây này nhìn đẹp quá luôn, giống kiểu hình rồng. Ừ.
đây cảm ơn tạo hóa và thiên nhiên đã ban tặng cho mảnh đất Nha Trang một cái danh lam thắng cảnh phải nói quá đẹp luôn thưa quý vị. Khu vực đây là cũng sát bên của Hòn Chồng cho nên những cái bãi đá này nhìn nó na ná giống nhau. Chắc chắn là cũng đã liên quan đến một cái sự tích về Hòn Chồng. Nhìn rất là đẹp luôn thưa quý vị. Mặc dù là hiện nay là cũng đã trưa nắng rồi, giữa trưa cho nên nắng cũng khá là gắt rồi, nhưng mà một số bà con vẫn rất là chịu khó đi tham quan và tạo cho mình những bức hình đẹp. Phía bên kia đó là cửa biển Cù Huân đó quý vị. Đẹp không Phương? Lần thứ mấy qua chùa Hòn Đỏ đây rồi? Lần đầu tiên luôn đó hả? Kính thưa quý vị, chị Phương, một người con của xóm Bóng, một người con của chợ Bầu, nhưng mà lần đầu tiên đi chùa Từ Tôn luôn, mặc dù là chỉ cách có mấy bước chân thôi. Đẹp ha? Đây cũng là một cái nhánh đi xuống dưới mé biển này. Mời quý vị đi tiếp ha. Wow, đây có dàn bông giấy đẹp lắm luôn. Phương vô đây chụp hình nè Phương, bông giấy đẹp lắm nè. Đẹp không? Đi chưa hết mà thấy mỏi chân. Đi chưa hết mà thấy mỏi chân rồi. Chữ kia là chữ tâm đúng không? Tâm Phật. Dưới đây của bà con làm gì nè? À, dưới đây bà con đang nghỉ mát. Đây còn lối thì còn đi đi. Wow, những cái góc độ của máy ghi hình hướng về ra biển phải nói góc nào cũng đẹp, góc nào cũng mang một cái hình hài và màu sắc phải nói là thật sự rất ấn tượng thưa quý vị. Đẹp quá luôn. Chỗ đây nhìn rõ hơn, hướng cửa biển Cù Huân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đồng quang minh đang định rồi như đồng ngọc minh thổ, đồng quang minh về đâu chúng đang. Rất là đẹp, từ thuở xưa thì khu vực này cũng rất là hoang sơ, và theo thời gian thì nơi đây cũng đã trở thành một ngôi chùa rất là khang trang và một địa điểm du lịch nổi tiếng tại thành phố Nha Trang. Bây giờ thì có cano đi, còn lúc trước đây thì phải đi thuyền thúng, và đặc biệt là những cái ngày mà thủy triều rút đó quý vị, có thể đi bộ đi qua bên đảo được luôn. Mệt chưa? Chưa biết nhà ăn ở đâu luôn mà mệt rồi. Góc này thì rất là đông luôn. Ở bên trong các sư thầy đang cúng sao cho các Phật tử. Bây giờ thì em sẽ di chuyển xuống núi và di chuyển về lại bên bờ. Ở đây cái chuồng quá đẹp luôn. Cái lối đi lên thôi là đã mang một cái sức hút và nói là rất đẹp. Ô, hai bà ngoại tự dìu nhau lên luôn. Có cần con giúp không? Con giúp nè, lên đây dốc nó hơi cao. Rồi, nắm tay con nhanh đi, chậm chậm thôi ha. Rồi, lên cẩn thận nè, dốc cao nè. Rồi, lên nữa nè nha. Rồi, lên một cái nữa. Rồi, bà con nhường đường cho con tí xíu nha, để mấy bà ngoại lên chút nè. Từ từ thôi ngoại, để bà ngoại sau đi nữa. Từ từ thôi ngoại, để ngoại sau đi nữa nè. Rồi, ngoại lên nha, chưa còn nữa. Dạ. Rồi bà ngoại lên nè, lên dốc nè. Rồi, cứ nắm tay bà ngoại lên. Rồi. Còn nữa nha. Rồi lên tới đây là hết á. Rồi anh nhường đường giùm em chút ngay, để bà ngoại lên trước. Cảm ơn anh. Rồi lên luôn ngoại. Có cần nghỉ mệt không? Rồi ngoại lên dốc nữa là được nè. Lên lấy mệt. Rồi. Các bạn còn nghỉ mệt chút đi. Rồi mấy bà ngoại ngồi nghỉ mệt chút đi rồi đi tiếp nha. Rồi con chào mấy bà ngoại. Đường này cũng khó đi lắm đó quý vị. Mấy bà ngoại cũng lớn tuổi rồi,
chắc cũng thuộc hàng hàng 8, hàng 9 hết rồi. À, đúng rồi. Vâng, cái đứa này là con chào thầy A Di Đà Phật. Mô. Dạ. Cảnh đẹp quá mấy chị ha. Rồi cô đi cẩn thận ha. Ở đây mấy cái lóc máy của cano nhiều lắm nè, chắc là phải sửa chữa và thay đổi liên tục. Lóc Yamaha. Dạ dạ. Về chưa? Đi. Đi. Có thử có ghe chưa? Ghe lúc nào cũng có. Bước xuống là có liền ha. Bây giờ thì rất là nắng luôn rồi, đứng đứng bóng luôn. Đây tốp này chắc được một chuyến, chắc phải chờ chuyến sau rồi. Ở đây quý vị đi đò thì tùy tâm thôi, ai muốn bỏ bao nhiêu thì bỏ, có thùng Phước Sơn. Đứng đây đi chờ chuyến sau đi chứ. Đông lắm. Nhiều đó là hết một chuyến rồi. Sao chút cảm giác sao chút? Lần đầu hay là lần thứ mấy đi chùa đây đây? Lần thứ hai rồi. Lần thứ hai hả? Vui không? Cũng được, bình thường. Bình thường mà bữa nay thấy đẹp không? Bữa đi là đi thốn. À bữa đi thốn đúng không? Chắc là lâu không rồi đó. Lâu rồi. Hôm nay thấy làm đẹp. Rồng luôn. Mấy cái chiếc này gọi là cái gì? Cho xuồng đi. Cái này 4 chiếc đúng không? 4 chiếc nãy giờ chạy ra vô liên tục luôn. Đó, ta lên đã. Đúng rồi. Rồi có nước miếng uống luôn, đã quá. Rồi tranh thủ. Quý vị thấy không? Nước rất là trong luôn, trong vắt luôn. Thấy đáy ở dưới luôn. À, đi chuyến sau nữa rồi. Rồi đi chuyến sau luôn. Bye bye. 4 người nữa được không? Ngồi xe vô. Rồi Phượng ngồi bên kia luôn. Rồi con gái ngồi đây luôn, em đứng được không? Rồi ngồi thùm lụm dưới đây ha. Rồi ngồi đây luôn. Chú thút hả?
Dạ, YouTube. YouTube hả? Dạ. Cái này thùng có xương đó. YouTube. YouTube. Sau chuyến đi đảo này bà con thấy vui không bà con? Vui. Có cảm giác gì không? Có cảm nghĩ gì không bà con ạ? Đi gặp Phật vui. Phật tại tâm, lúc nào ngày nào cũng vui ha. Vui, ngày nào cũng vui. Nay lần thứ mấy chị đi cái này chị? Lần đầu tiên. Lần đầu tiên luôn. Thiên nhiên và tạo hóa đã ban tặng cho Nha Trang một cái địa danh hết sức là tuyệt vời. Chị người ở đâu ạ? Người ở đây luôn. Người ở đây luôn, lần đầu tiên qua đây luôn. Dạ. Có cần ngồi lại không? Kinh về, kinh thấy nghiêng nghiêng ghê quá. Kinh về nó có tôi trọng với chứ bộ. À, của em á hả? Của em là... Kinh về, kinh về. Đây, chị hỏi chị đây nè. Về Nha Trang lang thang chị. Ôi, Nha Trang lang thang. Rồi, cảm ơn mấy chị. Ôi, em quan sát chị giống như từ bên nước ngoài về ha. Dạ. Chị ở bên nước nào chị hả? Ở Houston. Dạ. Chúc chị năm mới vui vẻ, làm ăn phát đạt, đại sự bình an, an khang thịnh vượng, cầu gì được nấy, cầu bước được bước, cầu tài được tài. Dạ. Hy vọng là qua ngày hôm nay chị theo dõi và ủng hộ em thường xuyên hơn ha. Ngày xưa là chị ở xóm nào? Ở xóm nào hả? Ở ngoài Bạn Giả. À, ở Bạn Giả luôn, Bạn Ninh luôn. Dạ, Bạn Giả có Điệp Sơn đẹp lắm đó. Bạn Ninh đúng không? Điệp Sơn hả? Không, Điệp Sơn là cái chỗ mà đi bộ trên giữa biển đó. Chưa đi hả? Về mình phải đi liền luôn. Dạ, đi thử đi, đẹp lắm. Dạ. Ở đây không biết này, ở YouTube em biết. YouTube mới biết nhiều. Ờ, đúng rồi, YouTube phải quay. Rồi, một ngày rất là vui ha. Cảm ơn bà con nhiều. Cảm ơn nhiều. Từ sửa chạy luôn thôi. Lớp điện thoại á. Lớp điện thoại á. Cầm chặt lên nha. Rồi, chuẩn bị rung ra, đụng ra. Áo. Lên. Từ từ chạy. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, xin chào. Rồi, kính thưa quý vị, một chuyến đi rất là đẹp, những hình ảnh từ thành phố Nha Trang, những hình ảnh từ Hòn Đảo và những hình ảnh của biển, của nước, của sóng và của nắng, của gió gửi đến quý vị gần xa cùng theo dõi. Và đến đây em xin phép được kết thúc video này. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Chào tạm biệt ạ. Trân trọng.